Rồi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại cùng kênh Yêu Quang của mình nha. Thì hôm nay đã là mùng 9 Tết rồi, thì kênh Yêu Quang cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật là dồi dào sức khỏe để có được một năm làm việc thật là thành công và nhiều thành đạt nha. Thì ở vườn hôm nay cũng có một cái vài cái mặt hoa mình sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn với giá đầu năm. Nói chung thì mình sẽ tí một giá vọc nha, có tí giá vọc hơi rẻ xíu cho quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng có cái sưu tầm đầu năm, giá tương đối là thích hợp ha. Đây có cái cây vàng đỏ hóc môn nè, đó, vàng đỏ hóc môn nè, đẹp không các bạn, chớp rất là sâu và rất là tia sắc nét ha. Còn đây là cây vàng đỏ như ý, vàng đỏ như ý, nghịch chớp khá là sâu, màu sắc rất là đậm đà và bắt mắt. Thì ở đây nay mùng 9 mình cũng có một vài cái chậu nhỏ nhỏ mình đang soạn ra nè, vàng đỏ xưa, bán giá giao lưu chia sẻ cho các bạn vào dịp đầu năm. Thì cái mặt hoa vàng đỏ xưa thì cũng đã quay rất là nhiều cho các bạn cùng tham khảo rồi. Thì đây cũng có vườn đang nở những cái chậu vàng đỏ xưa nè, quay cho các bạn cùng xem ha. Đây buổi chiều hơi ngược nắng tí nên màu nó cũng hơi tối tí nha các bạn. Rồi gãy luôn cái hoa, gãy luôn cái hoa rồi. Đây hoa vàng đỏ xưa mới cầm gãy luôn cái nụ hoa rồi. Rồi đây là mặt hoa vàng đỏ xưa nha, thì mình không có kéo nhiều, kéo gãy luôn cái vò hoa thì tiếc. Hoa vàng đỏ xưa cây này mới chưa bung hoa, mới nó mới hơi nhóm nhóm cái hoa thôi, chưa có căng hoa bấm xưa nha bạn. Cây này thì căng ra khá là căng hoa rồi, hoa nó rất là thẳng nè, bạn thấy không? Để mình xoay cái hướng nắng cho các bạn cùng dễ chiêm ngưỡng ha. Đây, mặt hoa vàng đỏ xưa rất là căng hoa, khi hoa nó căng rồi rất là to nha các bạn, thấy không? khoảng 3 ngón rưỡi 4 ngón tay chứ không có nhỏ. Vàng đỏ xưa màu sắc thì rất là đậm đà, thẳng hoa bắt mắt. Rồi đây mình cũng có chia sẻ cho các bạn vài chậu vàng đỏ xưa để các bạn sưu tầm nha. Thì đầu tiên đây mình có chậu vàng đỏ xưa này nha. Vườn mình thì nói chung rất là nhiều giống dendro, dendro chớp thì gần như là đủ, các loại cam rửa nè, su san, hồng sắc pháo, nói chung là rất nhiều loại su coi, người đẹp xứ đài, hay rất là đầy đủ các loại hoa, người đẹp xứ đài, rất đẹp ha các bạn. Rồi, nhưng mà mình đây mình nhân chia sẻ vàng đỏ xưa là nhiều nhất. Vàng đỏ xưa mình thấy nói chung là cây nó phát triển rất là ổn, nhanh phát triển, nhanh có hoa và thân lá rất là đẹp. Rồi mình vừa đem cái mặt hoa vàng đỏ xưa lại nè, nãy mới vừa bẻ ở Đà Nẵng bị rớt nè, thì đem mặt hoa vàng đỏ xưa để luôn đây cho các bạn cùng dễ chiêm ngưỡng theo dõi ha. Rồi tiếp tục về cái cây vàng đỏ xưa này, mình sẽ chia sẻ với các bạn giá như sau, vài cây giá đầu năm nha các bạn. Rồi với cây này thì tình trạng rễ rất là ok, khỏe rồi, nhiều rễ đi rất là nhiều các bạn thấy ha. Rồi cây này là một chậu zin nha các bạn, nguyên zin, mẹ nó khoảng 13 cm cây mẹ. Cây con này đang rất là mập, các bạn thấy ngón tay cái mình to bằng ngón tay cái ha. Rồi con này nó nằm ở đang khoảng 9 cm nhưng mà đang đi ngọn rất là mạnh nha, cái bản vá rất là to, bản vá 15 cm thấy không, quá 15 cm còn đi ngọn. Cây này chắc khoảng sẽ bằng cây mẹ, thì cây này tổng nó sẽ là khoảng 20 cm bạn, tổng thì nó khoảng 20 cm. Cây này 13 với 8 thì nó ra 21 cm, thì coi như mình tính 20 đi, nhưng mà được cái cây này nó còn đi phát ngọn tiếp nè, nó còn rất là non, nó còn lên khoảng 3 tới 4 cm nữa. Đó, thì cây này mình sẽ chia sẻ với giá các bạn là 950.000. 950.000 thì bình thường giá bình thường mình bán chậu này chắc khoảng giá 1,1 triệu các bạn, cho một chậu zin nha. Thì giá đầu năm mình sẽ bán với các bạn 950.000, phí ship mình sẽ lo hết cho các bạn. Đó, hình thức thì ở đây mình sẽ tiện cho các bạn, bạn nào muốn có cũng được, bạn nào chuyển khoản cũng được, nói chung thì mình ưu tiên chuyển khoản để cho nó giảm cái phí dịch vụ xuống bạn. Thì nó tại vì phần có thì trên nó có
phần thu phí dịch vụ thêm. Với lại phần cây cảnh thì mấy cái cây, cái phần thu phí thì nó sẽ làm lâu hơn, và mình cảm thấy là nó chuyển khoản nó nhanh hơn, nên mình sẽ ưu tiên chuyển khoản. Nhưng các bạn thấy cái phần nào tiện thì các bạn có thể là liên hệ mình, mình cũng không quan trọng cái vấn đề đó. Chậu đầu tiên sẽ là 950.000 nha các bạn. Tiếp theo chậu thứ hai, chậu hai cũng là vàng đỏ xưa nha các bạn. Đây vàng đỏ xưa, chậu này thì cây mẹ thì không được đẹp lắm, còn hai vá thôi, nhưng mà đang được ba mầm. Các bạn nào mà thích mầm nhiều á thì có thể vái chậu này. Đó, chậu zin nha, rễ cũng khá ổn rồi, nó rễ cũng nhiều rồi. Về các bạn ra chậu hoặc là để dày luôn đi. Đó, mấy cây con thì nó đang ra rễ nè. Đó, về các bạn chăm trồng tưới nước thôi là ok rồi. Cái này mình cái mẹ nó khoảng 10-12 cm, và những cái mầm con này nó cũng tương đối khoảng 5-6 cm một mầm, cũng khá là mập. Cây rất là ba mầm thì nó khoảng 10-17 cm, 16-17 cm. Đó, thì cây này mình chia sẻ với giá cho các bạn. Nói chung cây thì nó không có mập bằng cây bên đây, nhưng mà được cái thì nó ba mầm. Rồi, mình chia sẻ nhanh thôi, 300 một mầm, tổng 3 mầm là 900.000. Tặng luôn cái thân mẹ, rồi coi như chậu này là 900.000 nha, 900.000 bao ship cho các bạn luôn. Mà hoa vàng đỏ xưa mình ở đây nha bạn, thì hoa vàng đỏ xưa ở đây là có các bạn hỏi là cây chuẩn hay là cây sổ, thì các bạn báo cho các bạn ở đây là cây chuẩn ha, hoa bảo hành như vậy nha, vàng đỏ xưa, một hoa vàng đỏ xưa. Rồi tiếp theo là chậu vàng đỏ xưa đang hoa đi, đang nụ, cho anh em nào chơi khoảng một tháng nữa nó sẽ nở, tháng tới tháng rưỡi nó sẽ nở cho các bạn cùng chơi hoa ha. Vàng đỏ xưa này chậu nguyên zin nè, chậu nguyên zin nha các bạn. Rễ thì chậu này rất là mạnh rồi, quá trời rễ luôn nha các bạn, rất là tốt. Đó, đây thân mẹ nó là 18 cm thân mẹ. Thân mẹ thì mình báo đây bạn, ngay đây nó có một đốm lá trên ngọn nè, ở vá chót. Cái này thì nói chung nó khô quá rồi, khô quá, nói chung không, mình cũng chả biết nó bị gì nữa, nhưng mà nói chung thì nó tình trạng nó đang bị dày, nó có thể bị rớt. Thôi là mình bẻ luôn ra cho các bạn đi, để về cho dễ. Nó cũng còn cứng mà thôi, nó bị bị con gì ăn các bạn, bị con gì cắn á. Nói chung tình trạng đẹp rồi, nói chung là nó bị mất quá chót đi, hoàn toàn là nó khô hết nha, nó không có bị ảnh hưởng gì tới cái cây đâu. Rồi thân đầu, thân đầu cộng đầu 22 cm nha các bạn. Đặc biệt và cây này nó đang có cái vòi nụ nè. Đó, đặc biệt vòi nụ nha, nụ này khoảng một tháng nữa nó sẽ bắt đầu nở. Cây to nha, bản quá khá to, bản quá nó nằm khoảng 12-20 cm luôn, bản quá 20 cm nha các bạn. Rồi chậu này các bạn nó tổng nó ra khoảng là 38 cm, 38 cm cho các bạn. Thì bình thường mình bán 38 thì nó 50, đối với những cây ấm chậu dày sẽ 50 thì nó ra 1.800.000. Hôm nay mình sẽ bán với giá là 1.600.000 đồng, 1.600.000 đồng cho cái chậu vàng đỏ xưa hai thân, rễ khỏe, đặc biệt là đang có vòi hoa như vậy, các bạn về chơi hoa. Rồi đây chậu này các bạn xem ha, bạn nào ưng thì nhắn mình. Thì anh em nào mà thích cái chậu nào thì có thể chụp màn hình ngay chỗ đó, thì mình có thể nhắn liên hệ mình với số Zalo bên dưới màn hình, mình sẽ chụp và gửi cây cụ thể cho các bạn một lần nữa, để cho các bạn ưng cái cây nào thì mình xem kỹ cây đó và chốt cây cho nó không có bị lỡ dở nha. Tiếp theo là cái chậu vàng đỏ TH Nô 6. Cây này cái hoa mình đang gắn trên màn hình. Thì cái cây này hoa nói chung thì nó cũng giống như hơi na ná như cái hoa vàng đỏ xưa, nhưng nó là cái dòng 5% sổ ra, và hoa nói chung thì nó chỉ sạch, nó sạch như cái vàng đỏ xưa vậy. Bên trong nó không có bị ám nhiều. Đa số dòng vàng đỏ 5% á, thì cái hoa nó sẽ bị ám các bạn. Còn cái loại vàng đỏ Nô 6 này, TH Nô 6 ha, thì nó sạch và cái hoa nó rất đẹp, sạch nhất trong cái dòng vàng đỏ 5%. Thì bởi vậy giá cả nó sẽ đang là cao nhất vàng đỏ Thuận các bạn. Nhưng mà nói chung giờ giá thì giá chia sẻ thôi, nói để các bạn phân biệt. Và cái vàng đỏ trên màn hình mình cũng đang gắn cái mặt hoa vàng đỏ
5% mà nó ra bình thường là giá nó thấp hơn á, cái hoa nó sẽ bị ám một tí vậy. Còn cái vàng đỏ TH Nu 6 thì hoa gần như là nó không bị ám, hoặc là tùy vào chất khi mà các bạn trồng cây hoặc thời tiết, tình trạng phân bón thì có thể bị ám nhẹ nhưng mà nó không đáng kể các bạn. Rồi trở về chỗ này, chỗ này mẹ nó nằm khoảng 18 cm, 18-19, đang có 3 cái mầm. Mầm này khoảng 8 cm, mầm này khoảng 9 cm, mầm giữa này khoảng 3-4 cm gì đó. Còn đi ngọn nha các bạn, chưa thắt ngọn nha. Nó quên nó cuối rồi. Ở bên trong đây nó còn quá nè. Đó, còn quá trong đây và còn đi ngọn. Chậu này rất là non, đẹp nha. Chậu này mình sẽ bán với giá các bạn và 950.000 và 950.000 cho cái chậu này với giá đầu năm nha các bạn, 950.000. Vàng đỏ TH Nu 6. Thì giá mình đã gồm bao ship luôn cho các bạn nha. Đây mình bán giá bao ship cho dễ, chứ có phần có mấy anh em bán kèm giá ship thì không bao nhiêu. Có 30.000 một đơn vậy. Bao ship luôn cho các bạn. Rồi tiếp theo là cái chậu vàng đỏ TH Nu 6 nè. Đây thì vườn mình đều có ghi tên trên cái từng chậu nên hoa thì đầu tiên mình sẽ bảo hành cho các bạn, còn hai và cam đoan là sẽ không bị lộn cái mặt hoa đâu các bạn. Rồi chậu này thì thông số nó sẽ như sau, con mẹ nó nằm khoảng 7 cm. Và cộng đầu rất là đẹp, nó nằm khoảng 13 cm các bạn, 13-14 cm, cộng này nó hơi cong ở giữa. Đó, rơi khoảng 13-14 cm. Thì bạn nào lấy nguyên chậu này mình sẽ chia sẻ với giá các bạn, và chậu này đẹp và to hơn chậu này nha. Chậu này mình bán giá 950.000. Ba mầm nhỏ hơn. Đó. Còn cái chậu này là một mầm nhưng mà được cái nó to. Chậu này 800.000. 800.000. Còn bạn nào thích cắt cái cọng đầu này không á? Cắt cọng đầu này không, có những bạn là thích cắt cọng đầu không mấy cọng đuôi. Cái cọng đầu gì mình trồng cho nó khỏe, do mình tự trồng dễ ấm chậu lại á, thì có mình cắt cái cọng này ra, mình bán Zalo với các bạn là giá 600.000 cọng này. 600.000 cắt cọng này ra, cắt dao nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là chậu vàng đỏ vòng sụn nghịch. Vòng sụn nghịch. Cây này thì nói chung mình sẽ bảo hành cho các bạn chính sách bảo hành là bảo hành phun đỏ, cây hoa đỏ mình sẽ bảo hành cho các bạn ha. Mầm thì mầm sẹt, mầm đầu tiên ra xanh thì các bạn mình sẽ đổi trả cây cho các bạn hoặc hoàn tiền. Thì cái mầm này nó đã ra sẹt nè, thì các bạn an tâm vấn đề đó. Nó cũng có trường hợp nó ra vàng, hoa vàng nhưng mà cũng ít các bạn. Đây là cái chính sách bảo hành của vườn mình, bảo hành phun đỏ nha. Thì ở trên màn hình cũng có vài mặt hoa vàng đỏ vòng sụn nghịch ở đang nở tại vườn mình á, thì mình cũng đã chụp qua nhiều lần đó, các bạn cùng tham khảo. Như một hoa vòng sụn mình kêu như cái tên vòng sụn thì nó ra có thể là ra nhiều nghịch, có nghịch, có vòng sụn, có và có kể cả vàng, nhưng tỷ lệ vàng cũng khá là ít. Rồi với chậu này, rễ khỏe nha, chậu zin rễ rất là nhiều. Rồi đa số là những cái chậu này các bạn về chỉ cần tưới nước là ok rồi. Rồi chậu này nó nằm 19 cm. Chậu này thường thường mình sẽ bán với giá các bạn là 60-70 ngàn cent, nhưng mà giá hôm nay mình bán thích giá với giá 950 đi, thì mình tiếp tục chậu này 950 ngàn. Đó, chậu như hình nha, vàng đỏ vòng sụn nghịch. Rồi tiếp theo mình sẽ đi xuống dàn dưới để quay cho các bạn cái chậu tác phẩm vàng đỏ vòng sụn nghịch, để các bạn cùng ai mà thích những cái chậu tác phẩm to lớn thì có thể sưu tầm nha. Rồi đây là vàng đỏ Hóc Môn. Ngày mai mình sẽ quay cái chậu này cho các bạn xem so kè với cái vàng đỏ Như Ý và chia sẻ giống cho các bạn ha. Tiếp tục cái chậu vàng đỏ vòng sụn nghịch nha. Chậu vàng đỏ vòng sụn nghịch này nó gồm một mẹ nè, đang hai cọng đầu luôn, hai cọng đầu cũng không to lắm, và con mẹ nó đang vên một mầm nữa các bạn. Mầm thì sẹt rồi, bảo hành hoa phun đỏ nha các bạn. Thông số cọng này sẽ như sau, thì cọng mẹ nó nằm khoảng 10 cm, cọng này cọng đầu bên đây nó nằm khoảng 9 cm, cọng bên đây chắc mình độ khoảng 7 cm nha các bạn, 7 cm 7 cm rưỡi. Rễ rất là khỏe nha. Chậu này mình chia sẻ với giá các bạn về sưu tầm với hai cọng đầu nó nằm khoảng 16 cm và đang lên mầm ở trong đây nữa, và
con mẹ. Mầm này chuẩn bị quên nha, chia sẻ với giá các bạn là 750.000 cho các bạn gì có giống. Chậu này 710.000 là rất là rẻ nha các bạn. Rồi tiếp theo là chậu vàng đỏ lộn xộn nghịch cho những em nào mà thích chơi tác phẩm đây. Chậu này nguyên zin. Đây mình đếm sơ sơ 2, 4, 5, 6, 7. Nó gồm 14 thân nha các bạn. 14 thân nguyên zin. Cộng đầu có nhỏ có to. Cộng đầu này nó cũng khoảng nằm ngoài 20 nè. Hướng bên đây cũng 20 và hướng bên đây nữa. Và cộng đầu nói chung tình trạng nó sẽ có rớt lá nhẹ như vậy. Và những cái cộng đầu này nó đang ra mầm nè, cũng có nè. Đó, đang ra mầm. Đặc biệt cây này đang hoa, đang có vòi nụ luôn. Vòi nụ như vậy thì hoa chớp rồi các bạn. Tại vì nó ra vòi màu đỏ nè. Đỏ thì nó ra chớp rồi, nụ xẹt rồi. Các bạn yên tâm vấn đề hoa ha. Rồi tình trạng chậu này thì có một bên đây nó ra mầm xanh nha các bạn. Thân này, cộng đầu này và mầm xanh nè. Đó, cộng này bạn mầm xanh rồi. Thì 14 thân nguyên zin này với cộng 6 cộng đầu. Có nhỏ có to nha. Nói chung thì mình tính cộng đầu thôi, không có tính mà cộng nhỏ cộng to. Thì chậu này anh em nào mà chơi tác phẩm đang hoa bảo hành phun đỏ, hoa này thì chớp chắc ăn là sẽ bảo hành chớp cho các bạn luôn. Tại vì nụ nó sẹt rồi. Chậu này mình chia sẻ với giá các bạn là 2,5 triệu cho chậu này, bao ship nha. Chậu to nha, các bạn thấy cái tay bên một vòng tay luôn nè. Đó, 2,5 triệu cho chậu này. Rồi tiếp theo là chậu dendrochớp được mang tên là Ruby 2. Ruby 2 thì một hoa rất là đẹp và nó màu sắc đậm lên bao biên. Cây này thì một cụm đầu to nè, hai thân kế và một thân nhỏ ở sau, bi ở sau. Rồi cụm đầu nó nằm cũng khoảng được 18-19 cm các bạn. Hoa thì đang nở với một cái kiểu hết sức là độc đáo và nó cái vòi nó uốn tròn rồi các bạn. Đó, không biết bị nắng hay sao nó mà cái vòi nó bị uốn tròn rồi, nhìn cũng khá là ngộ nghĩnh á. Hoa thì nói chung thì cái vòi bị cái vòi nó đã bị tật rồi, thì cái hoa hoa đợt này nó bị tật các bạn, chắc là do thời tiết cuối năm hay sao, toàn bộ thì nó bị tật hết rồi. Nhưng cái hoa đợt cuối thì đợt sau ra bình thường thôi. Chắc này nghĩ bị con gì nó bâu vô, có thể là con những con bù xè nó bâu vô nó xịt rồi cái lúc mà hoa nó ra cái nó bị dị tật cái hoa luôn. Rồi các bạn Ruby 2 hoa đang để trên màn hình ha. Hoa chậu này nó bị tật cái hoa, hoa vang thì chuyện bị tật là bình thường các bạn. Nó chậu này chia sẻ với giá các bạn là 800.000. 800.000 cho Ruby 2 nha. Đó thì vàng đỏ ông xộn đây mình cũng đang nở một chậu nè. Bạn thấy vàng đỏ ông xộn nè. Đó, ở bên đây là cái vòi nó sẹt hoa ha. Còn bên đây là hoa bị vàng nè. Đó, vàng đỏ ông xộn thì hoa vàng nó tỷ lệ hoa vàng vẫn có nha bạn, nhưng mà thấp chứ không có nhiều. Hoa bị vàng thì nó cũng có, nó vẫn là trở lại với hoa chớp cho mình. Đây hoa chớp nha, một bên hoa vàng. Đó, vàng đỏ ông xộn mà vậy. Nhưng mà cái hướng hoa bên đây thì nó vẫn trở lại chớp cho các bạn. Anh em chơi vàng đỏ ông xộn thì phải hiểu cái rõ cái vấn đề của cái cây này. Rồi tiếp theo, anh em nào mà thích cái những cái hoa sai giống, ở đây vườn mình có gần như là tất cả các loại hoa cho các bạn. Dendrochớp, các bạn nào thích cái hoa nào thì nhắn cái hoa đó mình sẽ chụp gửi cho các bạn hàm hương nha. Cây giống thì đây mình gần như là đầy đủ. Gibegon nè, Dendrochớp Gibegon. Đây mình quay cũng hơi trời hơi tối rồi nên màu sắc nó cũng không được đẹp cho lắm nha. Rồi sau đây mình cũng xin kết thúc video tại đây và xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng theo dõi video cùng kênh UUAN, và đừng quên ủng hộ kênh và một lượt đăng ký để kênh ngày càng hiện hơn nha các bạn.